vẻ như robot tự động của đội xanh vẫn chưa hoạt động. Và giỏ của đội xanh vẫn chưa có giỏ nào được mở ra. Vâng, nếu chúng ta để ý những thiết kế những chú robot tự động của hai cô gái chúng ta đúng không? Mặc dù nhìn bên ngoài thì có thể hai cô gái chúng ta rất là yếu đuối, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà chú robot người bị thiết kế bằng tay rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Được như là chú xe tăng của chúng ta. Lỗi hai lượt rồi ạ. Như vậy là chú robot tự động của chúng ta thì hiện tại chỉ còn một lượt. Với thiết kế vô cùng lãng mạn của các bạn đến từ GAVTH 260, anh hy vọng có được một trận đấu vô cùng đúng chưa ạ? Các đội trốn lên đi ạ. Vâng, giỏi cho các bạn vô cùng lớn chưa ạ? Vâng, đối với các sự vô cùng đầu chúng ta có 3 lần vui try, cho nên các bạn các đội chú ý vô cùng nâng niu những cái cơ hội mà chúng ta có được. Trận đấu vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính. Các cô gái đến từ nhóm DIY HUS và các chàng trai đến từ câu lạc bộ Robotics Amsterdam. Thời gian không còn nhiều đúng không ạ? Chúng ta chỉ còn khoảng 85 giây nữa thôi. Và hiện tại thì như tôi nhìn trên bảng thì có vẻ là hai đội đang bằng tỷ nhau phải không ạ? Vâng, bây giờ là thời điểm đã chinh phục hai đội. Đấy là bóng của bên đội đó và vẫn chưa thật sự, vì vậy là điểm chúng ta chưa được tính ạ. Các bạn lưu ý là ngay quả bóng ở trên giỏ rơi xuống dưới lỗ thì chúng ta mới chính thức tính điểm. Còn hiện tại quả bóng trên giỏ vẫn chưa được công nhận là điểm số của các bạn, vì vậy là các bạn phải thật cố lên. Vâng, như chúng ta thấy là trên sân thi đấu của đội xanh, robot tự động vẫn đang được hoàn thiện. Công bố Robotics trường trung học phổ thông Amsterdam đi theo một cách là chơi quá chắc đúng không ạ? Từng thiết